nhân sinh hữu mệnh, phúc họa vô thường. Là phúc thì không phải họa. Sit down, please. Ngồi đi. Các nam, các nữ muốn thay đổi điều gì? Đừng kinh thường, đấy không phải là hoạt động bình thường. Nó sẽ cho ta biết những bí mật thầm kín ở tận sâu trong lỗ chân lông của các nam, các nữ ở đây. Như nam này, sát dối hồn thỏ, tính tình nhút nhát, lúc nào cũng hay sợ sợ. Chỉ thích ru rú ở trong nhà, chứ không thích tiếp xúc bên ngoài, phải không? Đúng rồi, thằng này cho con mà nó nhắc cái hả? Nhắc cái lắm. Còn nam này, thanh niên trai tráng, mà cứ luôn bị động, cứ để gái chủ động. Người ta bảo là không có tâm. Nói thẳng ra là yếu. Hey, chỉ định nó nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, yếu rồi. Nữ này luôn do dự, thiếu quyết đoán, có đúng hay không? Trời, thì nó đúng quá nhở? Hay quá thầy ơi. Nữ này lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém, bản thân luôn thiệt thòi so với người khác, đúng không? Thầy ơi, cuộc đời con nó đáng thương lắm thầy. Lúc nào sống cũng thua thiệt, thiệt thòi hơn người khác hết. Sao mà con khổ quá thầy ơi. Còn nữ kế bên, ăn nói thì lấp la lấp lửng, rất khó diễn đạt được lời nói của mình, có đúng hay không? Dạ đúng ạ. Còn nữ này không có chính kiến, việc của mình mà cứ để người khác suy nghĩ giùm là sao? Có không ta? Đúng rồi con này, mày làm để tao nghĩ chứ đâu? Không có nha, mày nghĩ sao vậy? Để tao đi chuyện với thầy nè. Còn nữ này không bao giờ chịu thay đổi, có sao thì để nguyên si, cứ như vậy thì biết bao giờ mà tiến triển được. Dạ đúng đó thầy, giờ con phải làm sao đây ạ? À? Nếu các nam các nữ muốn thay đổi vận mệnh của mình thì hãy nhìn xuống dưới chân, đây là những vật phẩm sẽ giúp các nam các nữ được như ý muốn. Hãy cầm lên, đeo vào